Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ trợ giúp cái quyển tiếng Anh lớp 2. Hiện nay thì mới có quyển sách của lớp 2, thế còn lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì chúng ta đang học theo một quyển khác. Tới đây thì chúng ta sẽ chạy theo bộ này. Và rất có thể sau này thì sẽ lại đổi bởi vì sẽ lại có một cái bộ chạy từ lớp 1. Tương lai thì sẽ chạy từ lớp 1. Tuy nhiên là tôi tin là cái bộ này chúng ta đã chọn từ lớp 2 đến lớp 5 rồi. Và sau này thì lớp 1 nó vẫn theo bộ này. Thì có nghĩa là trong 5 đến 10 năm tới thì chúng ta sẽ học theo bộ sách này. Theo bộ sách này. Và nhìn thì nó ít vậy thôi chứ còn nó cũng phải viết rất là nhiều. Cái nhược điểm của học sinh của chúng ta là viết vô cùng ít và chậm. Nên chúng ta cản trở rất nhiều trong việc học tiếng Anh và các cái môn khác. Thì các bạn phải để ý đó là quan trọng là viết nhiều chứ không phải viết đẹp. Viết đẹp chỉ là một tiêu chí rất nhỏ. Thực ra thì chữ đẹp hay xấu nó không ảnh hưởng gì đến việc học nhiều, nhưng mà viết chậm hay nhanh thì nó ảnh hưởng vô cùng nhiều. Nên chúng ta cũng phải có những cái cách nhìn khác về cái việc viết của con em mình. Về những cái từ ngữ ở đây thì nó hiện ở trang số 1 thì như thế này. Tôi sẽ giải trình tất cả các từ ngữ này. Từ thứ nhất là welcome. Well, ôm cơm huyền cơm, welcome, mình chào đón, chào mừng, giống như là welcome Thái Nguyên đó, chú Thái Nguyên đó, để chào mừng quý khách đến với thành phố Thái Nguyên hay tỉnh Thái Nguyên, mình có welcome. Đó, thì trong tiếng Anh thì chúng ta không thể nào nhìn vào. Tất nhiên thì nếu mà chúng ta học với người bản ngữ thì chúng ta không cần cái dòng thứ hai này. Nhưng mà xin thưa là chúng ta không đủ tiền để học được với giáo viên bản ngữ. Thứ nhất là mời một giáo viên bản ngữ off thì mỗi một tháng trả cho người ta hàng trăm triệu, chúng ta không đủ sức. Thế mà on thì cũng hàng chục triệu một năm, tôi cho là cũng khá là tốn kém, chúng ta không thực hiện được. Thì chỉ còn một cách duy nhất là thông qua hệ thống phiên âm là rẻ nhất, không có cách gì khác cả. Phải thông qua chúng thì tiếng Việt của chúng ta chính là dùng phiên âm tiếng Việt, đúng ra bảng chữ cái nó là A B C cơ, và chứ nó không phải là A bờ cờ. A bờ cờ là phiên âm, cho nên người Việt mình thì dùng phiên âm để mà học luôn. Thì tiếng Anh nó cũng có phiên âm như vậy, thì nó có w l l âm cơm huyền, thì ở đấy nó có những cái chữ như là chữ w, chữ e ghép với lại chữ o thì nó thành chữ l, W, L, well, thế thôi. Có chữ K, ghép với chữ ơ, mờ, ôm, ôm, cơm, huyền, cờ, welcome. Welcome thì dễ, hoặc welcome, chứ không ai đọc là welcome cả. Welcome không đúng, không có cái từ đó. Đấy là cái từ đầu tiên là chào mừng. Cái từ thứ hai ở trong cái quyển sách này có, đó là amazing. Từ này rất quen với người Việt mình rồi. Amazing, amazing, amazing là ngạc nhiên, tuyệt vời. Những cái gì đấy mà mình phải thốt lên, nó đẹp quá, nó tuyệt vời quá, nó như thế nào đấy thì là amazing. Ở đây dịch là tuyệt vời, tuyệt vời. Thì nó ghép bởi những cái chữ là chữ huyền, cộng với m, a, mây, thậm chí là cho sắc mấy vào đấy, cộng với dinh, dinh, huyền, dình, amazing, amazing, helper, như là h, e, o, l, h, l, heo, âm l, âm l, heo, per, huyền, per, helper, helper, người giúp đỡ, người giúp đỡ, helper. Tiếp là cái từ
help her, nó có một chữ R đằng sau này, nó sẽ nối sang đây thành the war, the war. Thì cái chữ đấy sẽ là R R R W W cộng với reward, amazing helper reward, amazing helper reward là phần thưởng, giải thưởng, người giúp đỡ tuyệt vời, giải thưởng, người giúp đỡ tuyệt vời. Đấy là cái câu amazing helper award, amazing helper award. Đó. Welcome, chào mừng đến với cái giải thưởng người giúp đỡ tuyệt vời. Đó là cái từ đó. One word, one 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 một. Listen and point. Listen. Bền lý. Xong rồi sình. Sờ in sình. Listen. Listen là nghe. Lắng nghe. And point. Và. Point. Point, point, ba point, nhìn vào mồm tôi, point, point là chỉ trỏ, lắng nghe và chỉ tay vào những cái chỗ mình nghe được, listen and point, then trace. The and then theo lưỡi ra then sau đó then trace R A R trace trace là tô vào những chỗ cần thiết. Đó. Hướng dẫn trước còn tí các bạn nghe trực tiếp ở bên kia, tôi sẽ cho quyển sách sau. Rose. 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 Hello. Đây là hờ sắp hớ là âu lâu hỏi lão hello mình xin chào Rose là tên riêng cho nên không biết nữa. I'm Rose I xong đến I'm và I'm là I'm Rose. Rose. Tôi là Rose. Giới thiệu tên. Hello, I'm Rose. Charlie. Cho là Lily Charlie. Hello. Sắc hớ là âu lâu sắc lớn. Hello, 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 đấy là tùy. Hello, hello, I'm Charlie. I'm Charlie. Cho sắc chó là y ly huyền lì xin chào tôi là Charlie
thì về nhà các phụ huynh phải cho con xem cái video này rồi chép ra vở trước rồi học thuộc lòng thì mới quen được, thì mới nhìn vào đó mới đọc được, chứ còn cứ nhìn vào cái quyển kia nghe theo tôi không nắm chắc là các bạn ăn khô đèn. Các bạn có thể dừng video. Á ngờ ăn ăn ô cô sắc cố ăn khô đàn 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 ăn khô đàn, đây là tên riêng cho nên tôi sẽ không dịch, tức là chú đen hoặc là bác đàn gì đấy. Ăn khô đàn hello. Hello. Hello, xin chào. I'm Uncle Dan. I'm Uncle Dan. Uncle Dan. Hello, I'm Uncle Dan. Xin chào, tôi là Uncle Dan. Hello, I'm Uncle Dan. Xin chào, tôi là Uncle Dan. Và this is và đây là O là đây là O là đó là cái phần đầu, là người ta cho chúng ta giới thiệu tên, ví dụ như tôi theo cái mẫu này tôi sẽ là Hello I'm Quyết, hello I'm Quyết kiểu như thế, thì tôi sẽ giới thiệu tên, giới thiệu tên của mình và giới thiệu tên người bên cạnh thì and this is Ngọc and this is Hoàng and this is Minh chẳng hạn thế. Thì đấy là giới thiệu tên người khác nữa. Đấy là họ đưa ra một cái mẫu cho bọn nào cho trẻ học theo. Two. Two là số 2. Listen. Listen. Là nghe. And chant. Và chant 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 là tụng kinh, tức là đọc theo, tức là mình nghe xong rồi là mình nhại theo, có nghĩa là mình họ nói trước thì mình nói sau. Thì cái này thì họ dạy chúng ta về số đếm. Ở đây có ba cái từ, đó là một là boy, bờ ôi boy là cậu bé, một cái cậu bé đọc và bọn kia sẽ đồng thanh. Thứ hai là horse, có r chorus nó nghĩa là đồng thanh, tức là cùng nhau đọc, tức là một thằng lĩnh sướng cả bọn đọc theo, ví dụ như one thì cả bọn đọc one two two three three kiểu như thế thì sẽ đọc theo. Đầu tiên là một cậu bé lĩnh sướng, thứ hai là một cô bé lĩnh sướng thì nó là girl, thì là g ơ girl r o ro huyền đồ girl là cô bé, hoặc là có cách đọc khác
của anh thì nó là girl ổ girl, một bên là girl rồ, một bên là girl ổ girl 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 cũng giữa của mình. Nó là có ba cái từ liên quan đến đó là boy, chorus, girl, girl. Thế còn số đếm thì người ta dạy ở cái bài đầu tiên là đếm từ 1 đến 10. Các bạn thấy là viết rất nhiều, nhìn nó lẻ tẻ vậy thôi nhưng số lượng chữ mà để viết ra là vô cùng nhiều. Nghe học sinh sợ. W, Á là ăn của one là 1. Two, two nó xẹt gió như thế đấy. Two là 2. Three, feminine, đưa lưỡi ra, thổi gió. Nói three, 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 three là 3. Chúng ta có thể học là three cũng được, three, three, đưa ra đọc cái tờ chứ không có thờ, không có three đâu. Three là 3. Four, four là 4. Four, four. File. File thì các bạn đọc mỗi file thì là không đủ. Các bạn phải đọc thêm âm. File. File. Năm. Bởi vì sao? Ví dụ như chữ này cũng là file này. File. 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 Chữ này cũng là file này. Còn file gì? File. 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 Còn chữ file nữa. Tạm thế đi. Thì có 4 chữ file mà các bạn cứ đọc file, 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 file ấy thì không được đâu, đúng không? Ví dụ các bạn vào Google dịch này, các bạn đọc ở đây nó sẽ khác nhau. Các bạn đọc file, 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 đấy là một chữ ngọ. Bây giờ đấy là chữ ổn. Bây giờ sang chữ fight, đánh nhau chẳng hạn. Fight, 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 fight. Không hiểu. Bây Fine. giờ tôi đọc mỗi chữ một một lần nhé, xem nó phân biệt không. Fine. Fight. File. File. Đó, thì nó khác nhau. Có mỗi cái chữ fight thì sao nó không hiểu thôi. Đây là cái âm, tôi phát âm nhỏ quá. Lại. Fight. À, phải phát âm nhanh thôi, phát âm nhanh đó thì các bạn sẽ thấy fine, fight, five, five, five. Nó mạnh, nó kém, nó không bắt được thì nó khác nhau đấy các bạn, nó khác nhau. Chúng ta cứ đọc file file thì người nghe không hiểu được vì nó âm cuối. Đây là file, nó đi với âm. File, đây là file đi với âm, thì đọc rất nhanh, file. Còn file đi với âm, thì nó đọc chậm, file. File đi với âm, file đi với âm, đó, thì nó khác nhau ở những cái âm cuối này này. File, 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 file. Đó, thế mà các bạn đọc mà bỏ cái âm cuối đi thì người nghe không hiểu, đọc mỗi file không được. Số 5 á phải đọc là file, file, file. Đó. Thế còn số 6, 6. Số 6 các bạn cũng hay bị quên cái hay bị quên hoặc là không được dạy là chữ 6 là có âm xì đằng sau. 6 là không đủ, phải có âm 6, 6. Chứ không phải là six mà là six. Seven. Seven. Seven là bảy. Eight. Các bạn hay đọc là eight thì đấy tôi không biết, nhưng mà đây là âm ấy, a sắc ấy.
8, 8, 8. Đủ mà nó như thế. S thì nhiều khi nó là đoán thôi. 8, 8, 9. Đấy, cái từ 9 nó cũng có âm. Ừ. 9, 9. Đấy. Thì nó mới là 9, bởi vì nó có night, nine, nice, đúng không? Đó, thì ví dụ có ba cái chữ này mà chúng ta đọc nine, nine, nine thì người ta không hiểu gì. Night, nine, nice. Đó. Thì chúng ta phải đọc âm cuối rồi. Night, nine, nine, nine. Nó đang có chữ tiền mạng tiếng bắt. Nine, nine, nine. Đấy là số 9. Còn một. Nice, nice, nice. Rồi đấy, còn cái ông nice gì nữa. Đấy, nó có nhiều. Và chúng ta không đọc ông cuối ấy, thì người nghe khó, rất rất khó để hiểu. Thì số 9 là nine thì thêm cái âm. Nine, nine. Và số 10 thì dễ rồi. Ten, chứ không phải là ten. Ten. Ten, ten, ten. Đúng không? 10. Thì đấy là ở cái bài, ở cái tờ thứ nhất ấy, là chúng ta có từng đấy chữ. Từng đấy chữ khá là dài nếu mà để triển khai cho học sinh viết được tất cả từng này chữ. Viết được tất cả từng này chữ là cả một vấn đề, đúng không? Đấy, trong 1 giờ thì phải viết đấy mới triển khai ở viết. Thế còn ở nghe thì đây thì welcome, chào mừng, còn listen and point then trace là nghe và chỉ, sau đó thì tô. Listen and chant là nghe và sau đó thì nhại lại. Amazing helper award, helper award là cái phần thưởng, cái giải thưởng cho cái người trợ giúp tuyệt vời. Ở đây có những cái tên mà học sinh nó sẽ phải tô vào đây, như là Charlie thì tô là tô vào đâu, tức là học sinh lấy bút xong rồi nó tô vào cái chữ này, nó tô vào cái chữ này, ví dụ Charlie, đấy, nó tô vào đây. Đó. Là học sinh nó tô vào đây Charlie, rồi là nó tô vào Rose. Tổ chức phải in giấy cho học sinh cầm trên tay, đó là cái phần tô. Thế còn về phần bên dưới, listen and point, nghe và chỉ, tí nữa thì tôi sẽ bật cho nghe, nghe và chỉ sau đó nối. Nghe ví dụ như, à chết rồi, còn những cái màu này tôi chưa biết này. Yellow, green, orange, purple. Mình thiếu cái, những cái màu này nữa. Những cái màu này thì đây là phải biết sang. Thiếu màu. Mà chúng ta có các cái màu sau. Màu vàng. One. Yellow, nghe yeah, L O lâu liền lầu, nó là màu vàng. Red, R E R sắc rẽ dịch red, chứ không phải E T S red đâu. Nó là chu, màu số 2, là màu màu đỏ. Three là màu xanh, xanh lá. Green, good. R in green, green cái này thì như tiếng Việt thôi, là xanh lá. Bốn là xanh da trời hoặc là xanh dương, là blue. Bật, blue, blue, là xanh dương, hay là xanh da trời. Four, five là màu hồng. Còn màu hồng là pink. In, pink.
Pink, black pink, đúng không? Là đen và hồng, là màu hồng. Thì sẵn có ban nhạc black pink thì tôi cho màu đen luôn. Màu đen là black. Vâng. A, black, 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 màu đen. Pink và màu tím. Purple. Pearl, sắc opal, huyền thổ, purple là màu tím. Đó, trước khi để mà học được cái bài này thì chúng ta phải có những cái từ vựng này. Con số là khá nhiều chứ không phải ít đâu. Chúng ta đếm số lượt từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 10 là 41, 41 với lại 7 là 48. Đâu đó vào khoảng 50 lượt từ. 50 lượt từ tức là chúng ta phải viết cả phiên âm và nghĩa tiếng Việt thì nhân 3 bằng 150 chữ. Tôi sợ còn hơn đấy. 150 chữ thì học sinh mới hiểu được vấn đề. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe qua qua thì nó quên ngay. Nghe thì các bạn thấy học ở lớp vui lắm, sướng lắm. Nhưng xin thưa là đến tận lớp 12 nó cũng chẳng nhớ cái mẹ gì. Đúng không? Nó chẳng được cái gì đâu. Chúng ta cứ nghĩ đấy. Cho nên bản thân nhiều phụ huynh cũng học tiếng Anh rồi. Cũng học suốt từ phổ thông cho lên đại học. Nhưng bây giờ trong đầu có còn cái gì đâu. Khẳng định là như vậy luôn chứ nha. Đúng. Đây là cái quyển sách của nó. Đây cái quyển này trước. Thì bây giờ chúng ta tô xong rồi chúng ta nối vào đây. Một là màu vàng thì mình nối vào màu vàng. Màu vàng là mình nối vào E này, đúng không? Màu xanh lá thì mình nối vào F. Màu cam, orange. À chứ rồi, còn thiếu màu cam nữa đúng không? Màu cam là cái màu khó nhất. Để tôi viết màu cam xem kia. Đấy, thế là lại còn màu cam nữa. Như vậy là nó phải tầm gần 200 lượt từ đấy mới viết được một lần. Nên triển khai một cái bài nó rất là vất vả. Orange. Thế mà lại con em thì lại lười viết nữa. Hoặc là viết chậm nữa thì không triển khai được. Orange. Cái lớp mới giờ là mọi người không biết viết. Orange. Hầu hết là các em viết được 10 chữ thôi. Có em cùn thì chỉ viết 10 chữ, không biết hơn đâu. Orange. Orange là màu cam. À, đang là cuốn sách đấy. Bây giờ mới nối này. Đấy thì học sinh nó phải biết nối từ màu vàng vào cái chữ có màu vàng. Màu xanh lá thì vào chữ có màu xanh lá. Màu cam đường thì vào chữ có màu cam chắc đẹp. Màu tím thì vào chữ có màu tím. Màu đỏ thì vào chữ có màu đỏ. Màu đỏ là cái nào? Chữ đề. Đây là màu đỏ. Tôi cũng mù màu không rõ lắm. Màu xanh dương thì vào cái màu xanh dương. Màu hồng thì vào cái màu hồng. Đấy là theo cái nhận xét chủ quan của tôi thì nó màu nó là kiểu như thế. Biết nó cũng đúng không, cũng hơi mình mỏng. Đấy là tô này, nối này và đọc được ra mồm là yellow, green, orange, purple, red, blue, pink. Nó là phải đọc hết à. Đấy thì phải truyền đạt được cho học sinh là như vậy đấy, còn nếu không thì sẽ thất bại đúng không. Và đây đều là những từ ngữ đơn lẻ, tức là ở cấp độ từ chưa có một cái câu nào. Đấy là về cái tờ cái bài đầu tiên ấy. Welcome là cái tờ sách đầu tiên chứ chưa chắc phải bài đầu tiên đâu, đấy mới là bài trên giấy. Thế còn bây giờ là trên trên file âm thanh này, đấy, trên file âm thanh này.
thì nó sẽ có đây, bấm vào để nghe. Hello, I'm Rose. Hello, I'm Charlie. Hello, I'm Uncle Dan, Nhắm. and this is Ola. Thì mình phải nghe cái file này xong thì mình chỉ đây này. Đâu là Charlie, Charlie. Rồi chỉ vào Rose, chỉ vào Uncle Dan và cái con khỉ Ola. Đó, đấy là cái đầu tiên học sinh phải chỉ được. Cái thứ hai là nghe cái đoạn Rose, how are you? I'm fine. Thank you. And how are you? Hello, Charlie. How are you? I'm fine. Thank you. And how are you? Đó, thì lại còn cái vấn đề ở đây lại thêm một cái loạt từ nữa. Đúng không? Một loạt từ nữa. Thì chúng ta lại phải giải quyết luôn ở đây. Như vậy, số lượng từ vựng là rất lớn, nhắc đi nhắc lại và phải chép rất là nhiều. Đây, ví dụ như là hello, Rose thì biết rồi nhé. Tôi đã dạy rồi, nhưng mà có cái từ how are you? How hỏi how là như thế nào? Như thế nào? Hảo như là trong tiếng Trung Quốc, hảo là tốt đấy. Hảo, hào hào, hỏi hảo. Hỏi là thì đấy. Tạm dịch là thì. You, how are you? Giờ, you hạ càng xuống, you là bạn. Bạn thì thế nào? Ý nói là bạn có khỏe không? Tức là hỏi về sức khỏe, hỏi thăm nhau đó. Xin chào Rose, bạn khỏe không? Giống như nước mình cũng hay chào hỏi nhau, xã giao. I'm fine. Fine, đây là fine. Và fine, tôi khỏe. Tôi ổn. Thank you. Đây là and same. Và anh nối sang đây thành kiểu thank you I'm fine thank you, chứ không phải có thời thanh đâu. Thank you không phải thank you con à, phải thank you không phải chữ thank you mà chữ thank you, thì nếu có người chữ tỏ thank you rất là nhẹ thôi. I'm fine fine chứ không phải chỉ fine không đâu, fine thank you là cảm ơn bạn. And how are you thì nó giống như trên rồi, thì các bạn có thể chép lại and how are you, nó chỉ vậy thôi. Hello Charlie, how are you? I'm fine, thank you. And how are you? Thì đây là một cái cách chào hỏi nó vô cùng là trang trọng. Ví dụ như là một người cháu chào hỏi một ông cụ chẳng hạn, dạ con chào cụ ạ, à, cụ có khỏe không ạ? À? Đấy, ví dụ thế. Thì cụ trả lời là cảm ơn con, cụ khỏe ạ, đúng không? Cảm ơn con, cụ khỏe. Đấy thì hay có thể thank you. Đấy là trong cái xã giao rất là lịch sự. Thế còn bình thường ngoài đời thường thì bạn bè chả bao giờ có chữ thank you. Ví dụ hai người bạn gặp nhau, ấy khỏe không? À, nhưng cũng chả thèm hỏi là khỏe không, chỉ cần chào. Thế thì người kêu khỏe thì nó còn không cần am, nó chỉ fine, good các kiểu, và sẽ không bao giờ có cái chữ thank you, thì nó chỉ trong trường hợp vô cùng trang trọng thôi. Ngoài đời thì họ sẽ ít gặp cái trường hợp nó đầy đủ như thế này, nó mang tính máy móc.
Tuy nhiên là khi dạy thì người ta chọn cái mẫu câu nó trang trọng nhất, đúng không? Hello Rose, how are you? Xin chào Rose, bạn khỏe không? I'm fine, thank you. Tôi khỏe, cảm ơn. And how are you? Và thế còn bạn có khỏe không? Hello Charlie, how are you? Xin chào Charlie, bạn khỏe không? I'm fine, thank you. And how are you? Tôi khỏe, cảm ơn. Bạn có khỏe không? Đấy là giới thiệu tên rồi là chào hỏi xã giao. Trong tất cả các quyển sách tiếng Anh thì những cái này là tối thiểu bao giờ họ cũng đưa ra. Đấy là ở cái listen and chant để cho chúng ta nhắc lại ở cái audio thứ hai, ở cái audio thứ ba. 1. Thì người ta đưa ra số Yellow. màu. 2. 2. Red. Red. 3. 3. Green. Green. Tức là mình nghe xong mình 4. four. Blue. Blue. 5. Five. Orange. Orange. 6. Six. Pink. Pink. 7. Seven. Purple. Purple. Thế còn cái quyển sách này á là trên mạng người ta cho miễn phí, và những cái nhà bạn nào có máy tính thì cần thiết thì bảo tôi hướng dẫn cách cài cái quyển sách này vào máy tính. Mà chắc chắn là giáo viên thì họ cài vào như này để họ dùng cho nó dễ. Cái số 4. Tôi xin phép dừng để các bạn chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chỉ có từ 1 đến 10 thôi. Không có gì đó. Và cái số 5. Stand up, jump up, come on a quest. Come on a quest today. Turn around, sit down, come on a quest. How can we help today? At the castle, with dinner. At the cave, the doctor. The farmer, with the shopping. With the clothes, at the mountain. Như vậy với một cái bài đầu và chưa hết đâu các bạn nhé, thì đây lại một đống từ vựng nữa, một đống từ vựng nữa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 6, 38, 40. Như vậy thì người ta quán cho khoảng 100, hơn 100 từ vựng, hơn 100 lượt từ vựng trong một cái bài đầu tiên welcome này, và yêu cầu giáo viên phải triển khai. Thì tôi cho là không có cửa nếu mà chỉ ở lớp chưa chưa hết đâu, nó còn cái này nữa này. Đó là chúng ta phải ví dụ như một là đỏ, hai là vàng, ba là xanh, bốn thì chúng ta phải tô màu vào đây, để tô chữ vào đây nữa, các cái hoạt động này nữa, đúng không? Ví dụ một là màu red, màu đỏ, nên mình phải tô với màu đỏ vào đây, đúng không? Thế còn hai là blue, màu xanh dương, thì màu xanh dương là cái nào? Ở trên này công cụ của nó có cho đâu, màu xanh dương là cái nào có màu xanh dương đấy, mình chả biết cái nào có màu xanh dương. Cái này là màu vàng này, thì tô da đầu thì còn được, đúng không? Còn chả biết cái lấy màu nó nằm ở đâu. Đó, thì nó còn phải học sinh nó biết cách sử dụng chuột rồi máy tính gì nọ kia đấy. Thì ở đây còn phải tô, tất nhiên những cái này sẽ in ra để cho mà học sinh lấy bút màu tô để làm một hoạt động nữa nhá. Để một hoạt động nữa.
Nếu không nhầm thì còn một hoạt động nữa ở trên bài. Đấy là chỉ có bài 1 thôi là cả vấn đề. Còn một cái hoạt động ở bên này nữa xem. Vẫn là cái hoạt động đấy đúng không? Đây là gì? Còn hoạt động này nữa. Nghe và sau đó thì lại còn hoạt động này cũng rất là dài. 3 is blue. Đấy, số 3 là màu xanh da trời. Phải lấy cái màu xanh da trời này điền vào cái số 3 này. Fantastic. Fantastic, lại phải viết cái chữ ra cho học sinh xong lại nghe này. 6 is purple. Số 6 là màu tím chẳng hạn, thì học sinh phải nghe được. Số 6 này. Great. Great, này, tuyệt vời này. One is green. Số 1 là màu xanh lá này. Good work. Xong tiếp này. 5 is yellow. 5 là màu vàng. Excellent. 2 is orange. Màu cam này. Well done. 4 is red. Màu đỏ. Ở đây nhìn màu đỏ. Nhận ra cái gì? Nhìn màu. Good work. Nhìn hết rồi nha. Đó. 4 is red. Như vậy từng đấy hoạt động nó vào khoảng 150 lượt từ vựng mà có 30 phút đồng hồ, mà mấy chục học sinh, phương tiện thì học sinh không có, sách thì cũng không in đầy đủ, và để triển khai hết thì rõ ràng là cái việc tự học ở nhà của mỗi một học sinh là phải chuẩn bị rất sẵn sàng. Chứ còn nếu mà giao phó cho nhà trường không, họ không làm được, không làm được. Và đấy mới là một lượt thôi, chúng ta phải làm nhiều lượt nữa thì mới nhớ được vốn từ vựng, và đặc biệt là viết rất nhiều. Thì qua đây là chúng ta cũng phải rèn con em mình cái thành chiến binh phải viết, chứ còn cứ chưa chi đã cháu nó còn nhỏ, cháu còn nhỏ về lời viết thì lớn lên. Rất nhiều anh chị lớp 9 xin thư là không biết, bây giờ tôi vừa mới dạy một cái những học sinh xuất sắc của tiểu học về môn toán này, thì bốn cái phép tính cộng trừ nhân chia không biết, không biết luôn. Ví dụ như là đâu là tổng, đâu là tích, đâu là thương, đâu là số bị trừ, đâu là số trừ, đâu là hiệu, không nắm được, không nắm được luôn. Cho nên là bốn cái phép cộng trừ nhân chia chả biết thì làm sao mà đòi nâng cao cái gì cả, những cái cơ bản nó chưa nắm được. Về tiếng Anh thì rất nhiều các anh chị lớp 9, lớp 12 cũng chưa biết đọc. Nhưng mà nhiều phụ huynh cứ hỏi tôi cái vấn đề này. Tiếng Anh giao tiếp hay là tiếng Anh ngữ pháp. Xin thưa với những cái bạn mà lớp 1, lớp 2 ấy, ngồi viết được mấy chữ là phúc tổ ba đời. 1 giờ mà viết được tức là 100 lượt từ thì đã là kinh khủng. Thường thì viết được khoảng 30 lượt từ, 50 lượt từ là ngất. Trong cái lớp mới vừa rồi có 10 lượt từ đấy. Thì còn lấy đâu mà triển khai ngữ pháp, mới triển khai cái gì, chả triển được cái gì cả. A bờ cờ đọc đến đâu quên đến đấy, về nhà lại chả học gì, vứt đấy đi chơi đó mà đến 1 năm, chứ đến phải đến 3 năm mới biết đọc. Chứ đừng có nói thì hy vọng gì rằng học sau một hè một khóa chả giải quyết gì. Nên nếu chúng ta không xác định là đi đường dài, cặm cụi và chăm chỉ, và bạn nào thực sự chăm chỉ mới đầu tư, còn bạn nào lười là bỏ, đừng có cho đi học. Hoặc là đi học thì xác định làm quen được chữ nào hay chữ đấy, đừng có kỳ vọng làm cái gì thì mới được. Thì thoải mái đi, chứ đừng có chúng ta mà nặng nề về thành tích là không được. Còn cái điểm 8, điểm 9 ở trường chấm ấy thì tôi cũng chưa biết nó theo kiểu nào và cái kiến thức nó có đúng như vậy hay không. Thế còn nếu mà tôi mà nhận xét thì nó chưa thể nào mà 8, 9 được. Đấy là động viên các con cho nó vui vẻ thôi. Rồi video nó khá là dài cho nên là tạm dừng ở đây. Đấy, còn các bạn thì mục đích làm gì? Mục đích để cho các bạn ở nhà nhìn những cái chữ thầy giáo viết thì viết trước ra đi, viết trước ra đi, và nhà bạn nào có máy tính thì cài cái phần mềm này vào,
cái quyển sách này vào để mà có thể thực hành các cái bài này trước. Rồi ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé.